Nhật ký 821. Chúa Giêsu cho tôi biết, linh hồn nào sống theo thánh ý Thiên Chúa sẽ làm cho người được thỏa lòng. Vì vậy, họ đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa. Nhật ký 822. Hôm nay tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả. Bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà dang dở, vì chính người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng. Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông trong linh hồn tôi. Tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết. Nhật ký 823. Ngày 17 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh, nhưng đến nửa chừng, linh hồn tôi đã cảm nghiệm nỗi đắng đót của vườn cây dầu. Được tay Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt, như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tín thác vào quyền năng thánh danh Chúa và không sợ hãi gì. Nhật ký 824. Tại nơi cô tịch này, Chúa Giêsu là tôn sư của tôi, chính người giáo dục và chỉ dẫn cho tôi. Tôi cảm thấy mình là đối tượng của hành động đặc biệt của người. Vì những mục đích cao vời và những định lệnh khôn dò, Chúa liên kết tôi với người một cách đặc biệt và cho tôi được đi sâu vào những mầu nhiệm tuyệt vời của người. Có một mầu nhiệm liên kết tôi với Chúa mà không ai, kể cả các thiên thần, có thể biết được. Và cho dù muốn kể ra, tôi cũng không biết phải diễn tả bằng cách nào. Tuy nhiên, tôi sống và sẽ theo đó mà sống mãi. Mầu nhiệm này tách biệt tôi với mọi linh hồn khác, ở đời này cũng như ở đời sau. Nhật ký 825. Ôi ngày sáng láng rạng ngời, ngày mà mọi mơ ước của tôi sẽ được thực hiện. Ôi ngày ước mong nao nức, ngày sau cùng của cuộc đời tôi. Tôi hân hoan ngóng chờ nét vẽ cuối cùng của vị họa sĩ thần linh nơi linh hồn tôi. Nét vẽ đem lại cho linh hồn tôi một vẻ xinh đẹp cá biệt, phân tách tôi với vẻ đẹp các linh hồn khác. Ôi ngày tuyệt vời, ngày tình yêu thần linh sẽ được khẳng định nơi tôi. Vào ngày đó, lần đầu tiên, trước cả đất trời, tôi sẽ cất tiếng hát vang bài ca, tán dương lòng thương xót vô biên của Chúa. Đây là công việc và sứ mạng Thiên Chúa đã tiền định cho tôi ngay từ khởi thủy thế giới. Để bài ca của linh hồn con được đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin Chúa, lạy Thánh Thần Thiên Chúa, hãy hướng dẫn và đào luyện linh hồn con. Con tự trang bị cho mình lòng nhẫn nại để chờ đợi Chúa đến. Lạy Thiên Chúa nhân lành, còn về những đau đớn kinh khủng và nỗi sợ hãi cái chết, lúc này hơn bao giờ hết, con tín thác vực thẳm thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu từ nhân, đấng cứu độ dịu dàng,
Con xin thưa lại với Chúa về tất cả những lời Chúa đã hứa với con.